Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại cổng ra vào công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xuất sản Vixan. Bắt đầu từ ngày làm việc mới đầu năm 2020, Vixan đã đưa đội ngũ bác sĩ của mình ra khu vực này để thực hiện các biện pháp đo thân nhiệt, kiểm tra tình trạng của công nhân hay khách hàng đến giao dịch. Bên trong khu vực làm việc của khối văn phòng, tất cả mọi người đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn để đảm bảo vệ sinh an toàn. Những thiết bị mới hay các thông tin tuyên truyền về dịch bệnh được lắp đặt, dán ở nhiều nơi để mọi người có thể dễ dàng sử dụng, nâng cao ý thức chấp hành. Cái thứ nhất là vấn đề tạo một sự nhận thức cho cái người lao động. Người lao động hiểu rõ được các cái cơ chế lan truyền nhiễm bệnh nó như thế nào, xây dựng các cái thông báo để cho họ nắm được những cái thông tin này. Chúng tôi thực hiện một số những cái outreach trên cơ sở là những cái thông tin từ các cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái chuyên ngành này, xây dựng những cái chương trình hành động để mà ứng phó cái việc này. Về góc độ mà khẩu trang, thứ nhất là khuyến cáo những cái đơn vị nào thỉnh thoảng tiếp xúc với đông người thì chúng tôi khuyến cáo họ sử dụng nên sử dụng. Đơn vị sản xuất thì chúng tôi có quy trình sản xuất trước đây rồi, nó đảm bảo được cái chuyện mà chống lây lan cái kiểu đó. Ở hệ thống mà phải tiếp xúc với khách hàng thì chúng tôi bắt buộc phải đeo bao tay, đeo khẩu trang, tránh cái việc lây lan để cho cái người tiêu dùng người ta cảm thấy người ta an tâm hơn. Công ty tự nhiên đông người lao động mà qua cái đợt Tết vừa rồi, nếu mà trong những trường hợp mà đi vào cái vùng dịch, đi tiếp xúc với cái khả năng mà lây nhiễm cao thì chúng tôi yêu cầu họ có khai báo và lưu ý. Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành thực phẩm, trước nay tất cả các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Vixan luôn ở mức cao. Trước tình hình dịch bệnh, những quy định này càng được siết chặt, kiểm tra và tuyên truyền thường xuyên hơn đến các bộ phận công nhân trong nhà máy. Trước khi vào từng khu vực sản xuất, chế biến sản phẩm, người công nhân phải qua nhiều công đoạn khử trùng tay và chân, với việc bắt buộc phải có quần áo, mũ bảo hộ. Thiết nghĩ, không chỉ chia sẻ kiến thức, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người lao động, sắp xếp giờ làm cho người lao động phù hợp, trang bị dụng cụ phòng tránh dịch. Tất cả những điều trên phần nào thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người lao động, cộng đồng.